vật khổng lồ đủ loại kỳ lạ xuất hiện khắp mọi nơi. Trước kia con người săn lùng chúng, còn bây giờ con người trở thành thức ăn của chúng. Sự kết thúc của loài người bắt đầu với một tiểu hành tinh, khi nó di chuyển đến thẳng trái đất và các quốc gia trên thế giới hợp nhất để phá hủy nó bằng tên lửa. Tuy nhiên, có một lượng lớn hợp chất trong tên lửa rơi trở lại trái đất khiến tất cả các loài động vật máu lạnh đều biến dị. Chúng trở thành quái vật khổng lồ và coi con người như thức ăn. Trước đây, chúng ta chỉ dùng một chiếc giày để giết rán, sau này thì cần súng trường, sau này lại cần xe tăng, dù vậy chúng ta cũng không thể đánh bại nó. Cuối cùng, một trận chiến nổ ra giữa loài người và quái vật, và khi trận chiến kết thúc, 95% dân số đã mất mạng, phần còn lại phải sống dưới lòng đất. Dâu ở đang trốn trong một nơi trú ẩn với một vài người sống sót. Sức chiến đấu của anh ta yếu hơn cả phụ nữ. Khi gặp quái vật, anh ta chỉ có thể bỏ chạy trong sợ hãi. Anh ta thường chỉ làm nhiệm vụ nấu ăn và liên lạc vô tuyến. Gần đây anh ta liên lạc với một nơi ẩn náu khác qua bộ đàm và bạn gái của anh ta tình cờ ở đó. Hai người đã không gặp nhau trong 7 năm. Hắn ngây ngẩn cả người, nóng não nhất thời, thậm chí còn có một quyết định táo bạo. Anh ta sẽ đến nơi ẩn náu của bạn gái. Đối với mọi người, họ nghĩ anh ấy thật điên rồ vì anh ấy không đủ năng lực và nơi lánh nạn của bạn gái anh ấy cách xa 85 km. Nhưng dâu ở đã quyết định, với anh việc gặp được bạn gái bây giờ rất quan trọng. Mọi người chỉ có thể động viên cũng như trang bị một ít vũ khí cho anh ấy. Họ biết việc ra ngoài bây giờ là rất nguy hiểm, do ít khi ra ngoài chiến đấu khiến anh không thể phân biệt được đâu là Nam, Đông, Tây và Bắc. Anh mù quáng đi theo bản năng và đến một hồ bơi bỏ hoang. Dường như có điều gì đó kỳ lạ trong hồ bơi này. Có cái gì dưới hồ, anh nhận ra đó là một con cóc khổng lồ, nó vươn lưỡi ra để bắt dâu ở. Nhưng có một chú chó đồng hành theo anh đã mở miệng cắn vào lưỡi con cóc, vì bị đau nên nó nhả dâu ở ra, anh vội vã chạy theo chú chó và trốn vào một chiếc xe buýt bỏ hoang. Khi chú chó thấy cả hai đã đi vào, nó đã chủ động kéo sợi dây đóng cửa lại. Hóa ra đây là nhà của nó đã từng có một người chủ và họ đã ở đây. Khi chỉ còn một mình, nó đã tự kiếm ăn và học cách đóng cánh cửa xe lại bằng dây. Sáng hôm sau, dâu ở tạm biệt con chó và tiếp tục lên đường, nhưng con chó không hài lòng và muốn đi cùng anh. Trước khi ra ngoài, nó đã lấy cái váy đỏ của cô chủ và muốn dâu ở cho chiếc váy đỏ vào túi. Nó khá lưỡng lự về việc này. Sau khi cả hai lên đường, anh nhận ra rằng chó là chuyên gia sinh tồn trong môi trường hoang dã. Ví dụ, nếu bạn muốn ăn một quả mọng màu tím, nó sẽ hét lên để cảnh báo và nói rằng điều này là rất nguy hiểm. Nó đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh bị rơi xuống một cái hố lớn với xương người chất đống bên dưới. Bên mép có vô số lỗ nhỏ và những con sâu ăn thịt liên tục chui ra. Điều này khiến dâu ở hoảng sợ, nhưng may mắn thay, một sợi dây bất ngờ hạ xuống. Phước lành đã giúp anh leo lên và thoát khỏi cái hố chết tiệt đó. Là một ông già và một bé gái đã ném dây để giải cứu anh. Họ đã sống sót trên mặt đất nhiều năm và họ chỉ tình cờ gặp được dâu ở khi đi qua đây. Không phải tất cả quái vật đều có hại, một số loài ốc sên khổng lồ có thể chung sống hòa bình với con người. Loại sâu ăn thịt mà dâu ở gặp phải là loài cấp thấp nhất. Cô gái nhỏ dạy anh dùng vũ khí, sau vài ngày giúp đỡ, khả năng dùng nỏ của anh tăng lên đáng kể. Thật tiếc, họ có điểm đến khác với dâu ở nên phải chia tay. Ông chú cho anh một quả lựu đạn, nó đặc biệt hữu ích khi đối đầu với quái thú khổng lồ. Không lâu sau khi dâu ở bước tiếp, con chó đột nhiên dừng lại. Nó nhìn về phía khu rừng và trông rất sợ hãi. Cuối cùng, nó chạy đến và núp dưới con vịt nước để trốn tránh cái gì đó. Việc này sớm trở nên rõ ràng, bởi vì có một con rết khổng lồ ẩn nấp dưới đất đã lộ diện. Nó hất văng dâu ở đi và tiến đến tìm chú chó đang núp dưới con vịt nước. Khi dâu ở nhìn cảnh này, tâm trí anh chợt lóe lên một khung cảnh từ nhiều năm trước. Đó là cảnh gia đình dâu ở bị tai nạn xe hơi khi đang chạy trốn. Cha mẹ của anh đã bị mắc kẹt và bị quái vật giết chết. Anh rất hối hận khi đã không thể cứu họ. Bây giờ anh sẽ không bỏ rơi ai một lần nữa. Anh dùng nỏ bắn con rết và thu hút nó. Với một mũi tên cận chiến, anh đã giết con quái vật và cứu được chú chó. Cả hai sung sướng nhảy tới ôm nhau trong khoảng khắc sinh tử ấy. Sau khi bắt đầu chuyến đi, dâu ở đang nghĩ về cô bạn gái nhỏ của mình thì anh linh cảm có nguy hiểm. Khi quay đầu lại, anh đột nhiên thấy một con quái vật đang di chuyển dưới mặt đất. Thầm nghĩ, đây chắc hẳn là nữ hoàng sâu ăn thịt mà người chú nói. Dâu ở ném một món đồ chơi cao su để dụ con quái vật và sau đó bỏ chạy. Nhưng anh ta thực sự rất vụng về, mới chạy được nửa đường thì đã bị ngã và đánh rơi chiếc ba lô xuống đất. Cả hai vội vã trốn vào một gốc cây cạnh đó. Dù đã đuổi theo rất gần nhưng nó không có mắt, nó chỉ dùng thính giác để nghe và phán đoán con mồi. Dâu ở cố giữ chặt miệng con chó và không phát ra tiếng động. Do không nghe thấy gì nên con quái vật đành bỏ đi. Nhưng khi con quái vật chưa rời đi xa thì con chó đột nhiên sủa lớn. Hóa ra chiếc váy màu đỏ của chủ nhân nó đã rơi ra và gió thổi bay ra bờ sông. Lần này dâu ở không thể ngăn được nó, con chó vừa chạy vừa sủa và đuổi theo cái váy. Con quái vật nghe thấy âm thanh đã nhanh chóng quay lại. Không còn đường lùi, dâu ở cố tập trung và ném quả lựu đạn vào miệng con quái vật khi nó cố lao ra tấn công anh. Việc này xảy ra quá nhanh và may mắn anh đã ném chúng và làm con quái vật nổ tung.
Ngay cả bản thân dâu ở cũng cảm thấy bất ngờ trước việc này. Anh gieo hò trong sung sướng trước khi anh phát hiện bản thân mình bị dính dày chất nhầy. Khi leo lên bờ thì chú chó đã đứng đó. Anh cảm thấy sự nguy hiểm vừa trải qua là vì nó. Anh quát mắng nó, chỉ vì cái váy rách mà nó đã đẩy hai người tới nguy hiểm. Chú chó rất buồn khi bị mắng và nó quyết định bỏ đi. Giờ đây anh chỉ còn một mình, đang di chuyển thì anh cảm thấy rằng cả thế giới trở nên thu nhỏ. Hóa ra anh ta bị trúng độc và bị ảo giác. Trong cơn mê, anh phát hiện ra có vài bóng đen đang tiến đến và một trong số họ có vẻ là bạn gái của anh. Anh lấy hết sức đứng dậy ôm bạn gái của mình nhưng lại bị ngã giữa chừng. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trong nơi ẩn náu của người bạn gái. Chính cô ấy và đồng đội đã cứu anh. Nhưng quả thực vừa rồi có một khoảng thời gian ngắn ảo giác, người anh đã hôn không phải là cô bạn gái mà là một ông già còn sống khác. Điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa vì anh đã gặp được bạn gái mình. Sau khi dâu ở bước ra khỏi nơi ẩn náu, anh thấy có nhiều người sống sót ở đây hơn anh nghĩ và họ rất bận. Bởi vì hôm nay, một thuyền trưởng đã đến đây và hứa sẽ đưa mọi người xuống biển sinh sống. Mọi người đang chuẩn bị bữa tiệc để ăn mừng về điều này. Dâu ở kể lại mọi chuyện với bạn gái trong khi tiệc diễn ra. Hai người cùng nhau ngồi lại trò chuyện, đã 7 năm rồi họ không liên lạc với nhau. Trong khoảng thời gian này, bạn gái anh đã có người yêu mới. Mặc dù xa cách nhau nhưng dâu ở vẫn luôn nhớ về cô. Còn cô thì tưởng chừng anh đã chết nên đã yêu người khác để san sẽ đau buồn. Cô ấy nghĩ rằng mình thật sự ngu ngốc. Sau khi xin lỗi anh về chuyện này, cô bạn gái cũ đi dự tiệc cùng mọi người. Còn dâu ở đang rất nhớ những người bạn cũ của mình. Anh dùng bộ đàm để liên lạc với họ. Tất cả đều vui mừng vì biết anh vẫn sống sót và cảm thấy tự hào về cuộc phiêu lưu của anh ấy. Tín hiệu sống ở đây khá yếu nên bị ngắt vào lúc này. Anh đã đi khá lâu, có thể mọi người đang cần anh hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy lo lắng cho mọi người và quyết định quay lại để giúp đỡ họ. Khi đang chuẩn bị đồ thì anh vô tình nhìn thấy một đĩa quả mọng màu tím đang được để trên bàn. Nó được vị thuyền trưởng ủ thành rượu và đưa cho mọi người uống. Dâu ở nhìn kỹ lại và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đây không phải là quả mọng độc mà cậu muốn ăn lúc trước nhưng bị con chó nhắc nhở sao? Anh ta muốn ngăn mọi người lại, nhưng đã quá muộn, mọi người đều bị hôn mê bởi quả độc, thậm chí bản thân dâu ở cũng bị hắn hạ gục. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mọi người đã biết được đây là kế hoạch của tên thuyền trưởng. Hóa ra hắn không muốn đưa tất cả mọi người ra khơi để sinh tồn. Hắn chỉ muốn lấy đi đồ đạc và vật dụng của mọi người. Hắn đã làm chuyện này hơn một lần và đang khoe khoang thành tích của mình. Hắn cho biết vì thiếu năng lượng nên con tàu của hắn không thể di chuyển xa được. Tuy nhiên, bọn chúng có một phương pháp mới để kéo con thuyền đi. Sau đó có một con cua khổng lồ di chuyển vào bờ. Con cua này là do tên thuyền trưởng tình cờ bắt được khi hắn thả một sợi xích xuống biển và hắn điều khiển nó bằng cách giật điện. Sợi xích sắt có thể kích thích hoặc khống chế nó, từ đó điều khiển nó làm bất cứ việc gì. Bây giờ thuyền trưởng đang yêu cầu nó ăn thịt tất cả mọi người ở đây. Chứng kiến thảm họa đang đến gần, dâu ở và cô bạn gái cố gắng thoát khỏi vòng dây và bắt đầu chiến đấu. Dâu ở chiến đấu với quái vật cua, trong khi cô bạn gái cũ của anh đấu với tên thuyền trưởng và hai thủy thủ của hắn. Đáng tiếc là sức chiến đấu của họ quá yếu, không thể canh nổi con quái vật và những người kia. Khi đang bị con cua ép góc không còn đường lùi, chú chó nhỏ quay lại và làm con cua phân tâm. Đầu tiên nó thu hút con quái vật để giải cứu anh, và sau đó đánh thức cô bạn gái để họ quay lại tiếp tục chiến đấu. Chưa kịp nghĩ ra cách khắc chế con quái vật, anh lại bị nó bắt được. Anh nhận thấy miệng của nó là điểm yếu nên định bắn vào đó. Khi chuẩn bị ra tay, anh nhìn qua mắt của con quái vật và thấy được nỗi khổ của nó. Nó bị khống chế vì dòng điện của tên thuyền trưởng. Anh quyết định quay sang phá thiết bị điều khiển và cho nó tự do. Con cua cũng hiểu ý thả anh xuống và quay sang đuổi theo tên thuyền trưởng. Tên thuyền trưởng và những người khác sợ hãi bỏ chạy, nhưng đại dương là thế mạnh của quái vật cua. Nó leo lên chiếc thuyền và nuốt chửng bọn chúng. Cuối cùng, dâu ở chào tạm biệt mọi người và trở về nơi ẩn náu ban đầu. Hành trình trở lại này kéo dài 7 ngày. Anh dùng kinh nghiệm của bản thân để chứng minh rằng dù về mặt nguy hiểm nhưng vẫn có thể sống sót. Anh đưa những đồng đội của